bạn đã quay trở lại với Fine Smart World và hôm nay trên bàn mình đây là một trong những sản phẩm vô cùng là đặc biệt, một chiếc laptop AI gaming dẫn đầu cho xu hướng năm 2024 và đó chính là Acer Predator Helios 14. Sở hữu cho mình một thiết kế vô cùng là gọn gàng, nhẹ nhàng nhưng mà lại có cấu hình vô cùng là mạnh mẽ. Hãy cùng mình đi khám phá ngay trong clip này nha. Tuy đây là một chiếc laptop gaming nhưng mà lại sở hữu những cái đường nét thiết kế rất là gọn gàng, nhẹ nhàng. Trong lượng máy thì rơi vào khoảng 1,9 kg với cái độ dày là 19,5 mm. Và cái khung máy của nó thì nằm ở trong cái khung màn hình là kích cỡ là 14,5 inch, khá là đặc biệt. Và cái màu sắc nó sở hữu là màu đen, hay gọi tiếng Anh là Abyssal Black. Cái khung máy gọn gàng này thì nó sẽ được thiết kế nhô ra ở phần cạnh sau. Và đây là cái phần thiết kế cho cái khu vực các hốc tản nhiệt. Cái thiết kế này thì nó khá là quen thuộc trên các dòng laptop gaming rồi. Và cái phần hốc tản nhiệt được làm nhô ra, nó được làm cách điệu trông khá là đẹp mắt. Cái kiểu thiết kế này thì nó sẽ giúp tối ưu cái luồng gió được thoát ra khi mà cái trường hợp mà cái quạt của máy ở trong mức độ là tải mạnh đấy. Ngoại hình của chiếc máy này phải nói là cực kỳ là bắt mắt và đậm chất gaming với những cái đường nét thiết kế rất là đẳng cấp và đậm chất Predator. Máy thì sử dụng hai chất liệu chính, với phần mặt A và D được làm bằng kim loại và phần mặt B và C được sử dụng chất liệu nhựa ABS cao cấp. Cái thiết kế này theo mình thấy thì nó khá là hợp lý khi nó vừa đảm bảo cái tính thẩm mỹ ở bên ngoài cũng như là đảm bảo cái tính trải nghiệm khi sử dụng máy. Vỏ kim loại thì sẽ giúp những cái đường nét trên máy trở nên tinh tế, cao cấp, đảm bảo được cái tính bền bỉ và lâu dài trong quá trình sử dụng. Còn với thiết kế vỏ nhựa ABS ở phần mặt chiếu nghỉ tay hay gọi là mặt B và C thì cái phần này sẽ giúp cho cái quá trình trải nghiệm của người dùng trở nên thoải mái hơn, đặc biệt là khi các bạn sử dụng với các tác vụ nặng, tác vụ gaming thì khi mà nhiệt lượng tỏa ra, phần chiếu nghỉ tay sẽ không quá ảnh hưởng tới người dùng. Và một điểm nhấn mà chúng ta không thể không kể đến trên chiếc máy này đó chính là cái logo Acer Predator. Đây, mình cho các bạn xem. Đó, như các bạn có thể thấy, logo Acer Predator được làm cách điệu một cách rất là đẹp mắt ở phần chính giữa ở mặt A và nó được trang bị những cái giải LED trông rất là rực rỡ và bắt mắt. Thì cái logo này cùng với đó là một cái thiết kế vô cùng là nhỏ gọn, nhẹ nhàng, dễ dàng mang đi mang lại, như các bạn thấy mình nâng vào một tay đó, rất là dễ dàng. Và một cái lưu ý cho anh em, đặc biệt là những anh em mà hay ra mồ hôi tay ấy, thì chiếc máy này nó cũng khá là dễ bám vân tay đấy. Vì thế mà trong quá trình sử dụng, để mà về lâu về dài muốn đảm bảo được cái tính thẩm mỹ của sản phẩm thì anh em nên chịu khó vệ sinh sản phẩm một xíu nha. Và một điểm đặc biệt nữa trên chiếc máy này mà mình muốn kể đến cho các bạn đó chính là cái hệ thống tản nhiệt trên máy, với những cái ống tản nhiệt cũng như là các khe tản nhiệt được bố trí bao quanh thân máy. Và cái công nghệ tản nhiệt có tên gọi là AeroBlade 3D thế hệ mới nhất. Và theo như hãng công bố thì cái hệ thống này sẽ bao gồm có hai cánh quạt với số lượng cánh quạt khổng lồ lên tới 89 cánh, với hiệu năng làm mát lớn hơn khoảng 55%, vượt trội hơn 55% so với các hệ thống làm mát thông thường. Thì cái cá nhân, theo quan điểm cá nhân của mình thì với các cái chiếc laptop mà có cái kích cỡ khá là gọn gàng, nhẹ nhàng như này mà lại sở hữu một cái cấu hình rất là mạnh cũng như là một hiệu năng rất là cao thì cái vấn đề nặng nhất của nó, vấn đề khó nhất của nó chính là vấn đề nhiệt độ. Thì Acer đã giải quyết được vấn đề này. Cá nhân mình khi mà trải nghiệm chiếc máy Acer Predator Helios Neo 14 này trong quá trình chơi game cũng như là tải nặng thì nó sẽ khá là nóng và mình có thể cảm nhận nhiệt độ rõ rệt luôn. Tuy nhiên là nó đã có một cái gọi là sự cứu cánh với sản phẩm này khi mà mình có bật cái chế độ quạt ở đây lên max, và thực sự mà nói thì nó sẽ giảm nhiệt độ một cách rõ rệt cũng như là mình có thể cảm nhận rõ ràng luôn. Tuy nhiên là có một điểm trừ, đấy là âm thanh nó sẽ hơi lớn, nó sẽ như này này. Đó, các bạn thể nghe thấy không? Tiếng gió rất là mạnh và thực sự mà nói thì khi mà các bạn tải nặng nó rất là mát. Và cái vấn đề này nó sẽ giúp giải quyết đi được cái vấn đề mà gọi là cố hữu trên chiếc laptop gaming, đó là vấn đề nhiệt độ. Thì nó sẽ giúp cho cái chiếc máy laptop của bạn dùng về lâu về dài nó sẽ ổn định nhiệt độ cũng như là kéo dài tuổi thọ rất là nhiều. Xung quanh máy thì cũng sẽ có hệ thống các cổng kết nối cao cấp nhất tại thời điểm hiện tại, với hai cổng USB Type-A chuẩn 3.2 Gen 2, hai cổng USB Type-C, trong đó sẽ có một cổng chuẩn Thunderbolt 4, một cổng xuất hình HDMI 2.1, một cổng audio 2.1 và khe cắm thẻ nhớ. Ngoài ra thì máy sẽ không có cổng kết nối mạng LAN, tuy vậy thì bạn cũng có thể mua cổng chuyển để gắn vào. Về bàn phím và touchpad thì chiếc máy này được trang bị một chiếc bàn phím layout TKL khá là gọn gàng. Tuy là nó không có bàn phím số nhưng mà các phím chức năng lại tương đối là đầy đủ và được bố trí theo dạng tích hợp. LED trên phím cũng là LED RGB, nhìn trông khá là sang xịn, rực rỡ và đẹp mắt. Ngoài ra thì phải kể đến đó chính là hai nút tương đối đặc biệt. Một đó chính là nút gọi trợ lý ảo Copilot ở đây, thì nó là một dạng trí tuệ thông minh của công nghệ AI tương tự như là ChatGPT, khá là đa dụng. Còn tương tự như Nitro thì ở đây có Nitro Sen đúng không? Thì ở đây chúng ta có Predator Sen. Và thêm một phím nữa đó là phím ở góc trái trên này thì nó sẽ là nút tinh chỉnh hiệu năng nhanh. Ví dụ như các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh các chế độ ở đây,
chuyển sang turbo hoặc là performance hoặc là silent balance các thứ đều được tính chỉnh nhanh ở lúc này hết. Nó qua một chút về Predator Sense thì nó là một dạng phần mềm quản trị hệ thống cho phép bạn có thể điều chỉnh LED này, hệ thống quạt gió này, tinh chỉnh hệ thống này và theo dõi cả hệ thống nữa. Và đây là một trong những cái ứng dụng, một cái app khá là hay mà bạn có thể vọc vạch để tối ưu cho hiệu năng sử dụng máy nhá. Ngoài ra thì đây là một chiếc máy màn hình 14,5 inch nhưng mà chiếc touchpad của nó lại được làm khá là to, di mượt mà cũng như là hỗ trợ đa điểm. Với chiếc lượng hiển thị của Predator Helios Neo 14 thì đây là một chiếc máy cao cấp và nó sẽ sở hữu những cái điểm đặc biệt không kém khi mà nó sử dụng cho mình một chiếc màn hình kích cỡ 14,5 inch với tấm nền IPS và độ phân giải của màn là 3K WQXGA cộng 3072x1920. Đây là một độ phân giải tương đối là đặc biệt và cái chất lượng màu sắc của nó cũng phải nói là cực kỳ đẹp. Khi mà mình không dựa theo thông số của hãng mà mình sử dụng trực tiếp test thông qua cái thiết bị Spider của mình thì cái độ bao phủ màu nó đạt ngưỡng 99% cho đến 100%, khá là xuất sắc đấy. Và cái khi test gamma cũng như là test đồng bộ màu nó cũng cho ra những kết quả rất là ấn tượng. Độ lệch màu delta y ở ngưỡng khá là ok khi nó ở quanh khoảng ngưỡng 2. Màn hình hoàn toàn thể hỗ trợ tốt được các tác vụ đồ họa. Ngoài ra thì một điểm sáng ở đây trên chiếc laptop gaming này đó chính là độ sáng thì nó đạt ngưỡng 400 nit. So với các chiếc laptop thông thường thì với độ sáng 400 nit thì nó khá là cao và giúp cho màn hình hiển thị khá là rực rỡ. Và một điểm không thể bỏ qua thì đây là một chiếc máy laptop gaming. Thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ cần một tần số quét cao và tần số quét trên máy là 165Hz, hỗ trợ cho các cái công vụ lướt công việc, lướt web, giải trí, chơi game, đặc biệt là các tựa game FPS trở nên mượt mà. Ngoài ra thì một vài công nghệ phải kể đến trên chiếc máy mà mình không biết là có cần thiết được không rồi. Ví dụ như kiểu Acer Comfy View thì nó là một cái công nghệ mà Acer đã áp dụng trên các sản phẩm công nghệ của mình rồi và nó sẽ giúp cho bảo vệ mắt của bạn. Công nghệ G-Sync này thì giúp đồng bộ hóa hình ảnh này, khung hình này và đặc biệt đó chính là công nghệ S Pen Optimus, một công nghệ giúp chuyển đổi giữa cái hiệu năng từ card đồ họa tích hợp lên card đồ họa rời mà không cần phải khởi động lại máy, giúp cho cái tốc độ khung hình cải thiện từ 10 đến 25% với cái công nghệ này và điều này sẽ giúp mang lại những cái trải nghiệm tối ưu và mượt mà nhất cho game thủ. Và đi sâu một chút vào chiếc máy này thì chúng ta sẽ đến với cấu hình. Thì đây là một chiếc laptop gaming và gọi là dẫn đầu cho xu hướng laptop AI gaming vào năm 2024 này. Thì nó sẽ sở hữu những cái cấu hình phải nói là cực kỳ mạnh mẽ. Đầu tiên đó là CPU hay là con chip ấy, thì nó sở hữu cho mình đó chính là Intel Core Ultra 9 185H, một trong những con CPU mạnh mẽ nhất trên thị trường vào thời điểm hiện tại, với là 16 nhân 22 luồng xung nhiệt cơ bản ở ngưỡng 2.3 và có thể turbo boost tối đa lên 5.1. Hiệu năng của nó là cực kỳ mạnh mẽ. Các bài test mà mình có test như là Cinebench hay là BC Mark 10 nó đều cho ra những kết quả vô cùng là ấn tượng. Chưa kể dòng Core này còn có tích hợp thêm cả NPU, một dạng nhân chuyên xử lý các tác vụ AI. Hiểu nôm na thì các thuật toán phức tạp sẽ được xử lý một cách hiệu quả và đảm bảo cái tốc độ xử lý nhanh hơn. Đồng thời thuật toán chuyên sâu từ con chip này sẽ đem lại tính bảo mật cao hơn cho thiết bị. Có CPU ngon rồi thì chúng ta phải có GPU ngon rồi không nào? Thì ở đây chúng ta có gì? RTX 4070 trên một chiếc laptop mỏng nhẹ như này nhá. Thì cái hiệu năng của RTX 4070 ấy, từ trước nay đã được kiểm chứng qua rất nhiều các bài test rồi, nó rất là mạnh mẽ và chiến game thì đúng là khỏi phải nghĩ luôn, đặc biệt là có ray tracing này, có cả hỗ trợ DLSS 3 thì để mà chiến các tựa game mới như kiểu là Black Myth Wukong hay là Warhammer Space Marine ấy thì phải nói là quá là tuyệt vời luôn. Bổ trợ thêm cho cái sức mạnh này là 32GB với chuẩn LPDDR5X, cùng với đó là 1TB SSD thì với 32GB nhé, gần như là để hỗ trợ đa nhiệm hay là chơi game hay là làm việc công vụ tác vụ nặng ấy thì phải nói là thoải mái luôn. Và thậm chí bạn có thể dùng máy như kiểu là một chiếc máy ảo để chạy giả lập cũng khá là khả thi. Ngoài ra thì với 1TB SSD thì lưu trữ cũng nằm ở mức tạm ổn rồi. Và cái với một cái cấu hình như này thì để mà hỗ trợ được chơi game này, công việc này hay là các tựa game từ cơ bản đến nâng cao thì nó đều phải cân tốt được. Và sau đây thì mình sẽ show cho các bạn thấy được cái quá trình trải nghiệm máy để cho các bạn có một cái nhìn trực quan hơn về sản phẩm này nha. Về chiến game thì với các tựa game eSports cơ bản như là CS2, Dota 2, Liên Minh Huyền Thoại hay là Valorant thì đến với các tựa game MOBA như là Dota 2 hay là Liên Minh Huyền Thoại thì FPS luôn cho ra ở ngưỡng rất cao và ở đây mình thiết lập là max setting với độ phân giải là 3K. Với các tựa game FPS cơ bản như là CS2 hay là Valorant, FPS luôn cho ra ở ngưỡng rất cao và ở đây mình thiết lập ở mức độ phân giải là Full HD và ở mức thiết lập là 2 setting. Còn đến với các tựa game sinh tồn như là PUBG, FPS cho ra cũng khá là ngon từ 100 cho đến 150 và chiến ổn định ở mức thiết lập là 2 setting. Đến với các tựa game AAA như là ở đây mình có chiến đó là Spider-Man Miles Morales, FPS luôn cho ra ở ngưỡng 100 FPS và rất ít khi bị tụt. Còn đặc biệt là đến với tựa game mới ra mắt vừa qua đó chính là Black Myth Wukong, ở đây mình chiến ở thiết lập 2 setting, có bật DLSS, FPS cho ra ở ngưỡng 80-90, chiến game khá là ổn định.
Ngoài ra thì với các sản phẩm của Acer, đặc biệt là các sản phẩm gaming như là Acer Nitro hay là Acer Predator thì sẽ được áp dụng một chế độ bảo hành cực kỳ đặc biệt, đó chính là 3S1. Thì nói lại cho anh em nào chưa biết thì 3S1 ở đây là chế độ bảo hành nhanh trong vòng 3 ngày tính từ thứ bảy chủ nhật. Nếu như quá 3 ngày anh em sẽ được đổi sang một sản phẩm mới với giá trị tương đương hoặc lớn hơn. Tổng kết lại thì với một chiếc máy được coi là hàng siêu phẩm như này thì phải nói là cấu hình cũng như là thiết kế của nó thì gần như chẳng có gì để chê cả. Cái thứ chê duy nhất của nó có lẽ là giá thành, khi mà nó loanh quanh khoảng ngưỡng 60 triệu, khá là khó tiếp cận với đại đa số người dùng. Tuy nhiên thì đắt sao ra miếng mà, nếu như bạn là một người có điều kiện để mà sở hữu một chiếc máy như này thì mình nghĩ nó sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Mỏng, gọn, hiệu năng cao, dễ dàng mang đi mang lại, chiến game hay là làm việc tác vụ nặng ở mọi lúc mọi nơi luôn. Và cái chế độ bảo hành thì nó cực kỳ hấp dẫn. Trên đây là tổng bộ đánh giá của Phú Anh Smart World về dòng sản phẩm Acer Predator Helios Neo 14. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip, và nếu thấy video này hay, hữu ích, các bạn đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho team mình nha. Cảm ơn. Bye bye.